Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 4 Tuần 24 trang 38 Luyện từ và câu Một là mã nhận xét Một Gạch hai gạch dưới câu ai là gì Trong đoạn văn sau một chị phụ nữ nhìn tôi cười hỏi: Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này? Em là cháu bác tự. Em về làng nghỉ hè. Rồi ở đây chúng ta có câu ai là gì? Đó chính là em là cháu bác tự. Thì câu ai là gì có tác dụng là một là để giới thiệu, hai là để nêu lên nhận định. Lan là học sinh giỏi của lớp. Đây là câu nêu lên nhận định Lan là học sinh giỏi của lớp. Lan là học sinh lớp 4A. Rồi đây là câu giới thiệu bạn Lan là học sinh lớp 4A. Thì câu ai là gì có tác dụng là một là để giới thiệu, hai là nêu lên nhận định. Chủ ngữ của câu ai là gì là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi ai? Vị ngữ của câu ai là gì là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi là gì. Cụ thể đây là ai, em là gì là cháu bác tự. Rồi giới thiệu em là cháu bác tự. Thì chủ ngữ và vị ngữ được nối với nhau bởi từ từ là. Vị ngữ thì có thể là là danh từ hoặc là cụm danh từ. Em là Lan. Thì Lan là danh từ. Em là cháu bác tự thì cháu bác tự là cụm danh từ. Rồi à, đây các em lưu ý như vậy. Còn câu em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này thì đây là câu hỏi chứ không phải là câu ai là gì. Hai, vị ngữ của câu ai là gì? Do những từ ngữ nào tạo thành? Thì chúng ta vừa phân tích ở trên rồi. Vị ngữ của câu ai là gì là do danh từ hoặc là cụm danh từ tạo thành. Vị ngữ của câu ai là gì do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành. Em là cháu bác tự thì em là chủ ngữ, cháu bác tự là vị ngữ. Chủ ngữ và vị ngữ được nối với nhau bởi từ là. Cháu bác tự ở đây là cụm danh từ. Còn câu em là Lan thì Lan là vị ngữ. Em là chủ ngữ là Lan là vị ngữ thì lan ở đây là chính là danh từ như vậy là vị ngữ do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành hai là mã luyện tập một đánh dấu x vào ô trống trước câu thơ có dạng ai là gì gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được câu thứ nhất người là cha là bác là anh đó đây chính là câu thơ có dạng ai là gì Chủ ngữ là người. Đây chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai. Vị ngữ là cha là bác là anh. Là cha là bác là anh. Thì đây chính là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi là gì? Vị ngữ thường là là danh từ hoặc là cụm danh từ. Cha, bác, anh là là danh từ. Quả tim lớn lọc trăm dòng máu đỏ thì đây không phải là câu thơ có dạng ai là gì. Câu thơ có dạng ai là gì thì chủ ngữ và vị ngữ phải được nối với nhau bởi từ là. Quê hương là chùm khế ngọt, đây là câu thơ có dạng ai là gì. Quê hương là chủ ngữ, chùm khế ngọt là vị ngữ. Là chùm khế ngọt là vị ngữ, đây chính là cụm danh từ. Cho con trèo hái mỗi ngày, đây không phải là câu thơ có dạng ai là gì. Quê hương là đường đi học, đây chính là câu thơ có dạng ai là gì. Quê hương là chủ ngữ, là đường đi học là vị ngữ. Đường đi học chính là cụm, danh từ. Con về rập bướm vàng bay. Thì đây không phải là câu thơ có dạng ai là gì. Hai, nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu kể ai là gì. Đầu tiên là các từ ngữ ở cột A. Sư tử, Sư tử là nghệ sĩ múa tài ba, không phù hợp. Là dũng sĩ của rừng xanh, chưa phù hợp. Là chúa sơn lâm, là phù hợp nhất này. Gà trống là nghệ sĩ múa tài ba, không phù hợp. Là dũng sĩ của rừng xanh càng không phù hợp. Là sứ giả của bình minh, là phù hợp. Gà trống là sứ giả của bình minh. Gà trống cái o, o o. Báo hiệu là bình minh đến. Đại bàng. Đại Bàng là nghệ sĩ múa tài ba, không phù hợp. Đại Bàng là dũng sĩ của rừng xanh mới là phù hợp. Rồi chim công, rồi chim công thì đúng là nghệ sĩ múa tài ba rồi. Chim công là nghệ sĩ múa tài ba. Tiếp theo em sang bài tập số 3, điền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp để tạo câu kể ai là gì. Là một thành phố lớn. Rồi ở đây chúng ta có vị ngữ rồi, bây giờ các em tìm chủ ngữ. Chủ ngữ của câu kể ai là gì? Là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi ai? Cái gì? Là một thành phố lớn. Thì nước ta có rất nhiều thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Ở đây các em có thể lấy ví dụ là Hải Phòng là một thành phố lớn. Là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ thì chúng ta biết là Bắc Ninh là nhà thơ thì có rất nhiều nhà thơ Nguyễn Bính, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Du, Xuân Quỳnh, vân vân. Rồi ở đây các em có thể lấy ví dụ là là Nguyễn Du, Nguyễn Bính hay là Nguyễn Khuyến hay là Xuân Quỳnh. Nguyễn Bính là nhà thơ. Rồi, là nhà thơ lớn của Việt Nam thì là là Nguyễn Du này hoặc là Tố Hữu này. Nhà thơ cách mạng lớn của Việt Nam. Đó như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.